Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Sau khi tôi học cái khóa trước ấy, là tôi có mua đá về tôi trường, mà hiện nay là gia đình cứ mỗi ngày 2 viên nhà trường. Đấy thì tôi trường ấy là thế này, khi mà đặt vào cái trường thì chỉ một lúc sau là coi như ngủ rất là ngon lành, mà giấc ngủ coi như là nó ngủ sâu lắm. Thế trước mà khi chưa trường không ngủ? Dạ. Trước khi chưa trường đá? Trước khi chưa trường đá thì nói chung là ngủ, nhưng mà nó không như là bây giờ mình đã trường đá. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là tôi có một cái hiện tượng như thế này, tức là cái ngón tay này của tôi này, nó bị quặp vào như thế này. Tức là cứ mỗi khi đi ngủ thì bình thường, nhưng đến sáng thì ra dậy là ngón tay nó quặp chặt lại như thế này. Đấy, nó cứng đau ra. Thế thì bây giờ tôi mới thử, tức là đêm nào tôi không chườm đá thì nó lại bị quặp như thế, mà hôm nào tôi chườm đá thì sáng ra bình thường không có làm sao. Đấy, thế thì tôi vẫn đang suy nghĩ là từ vì mình mới chườm cho nên là nó cũng chưa phải là nó khỏi được tận gốc. Bác chườm được bao nhiêu buổi? Tôi chườm thì cũng được khoảng nửa tháng ấy rồi. Thế thì báo cáo với mọi người thì thôi, thì mình biết đến đâu mình tâu đấy. Thật ra là lên mạng thì search biết thậm chí liên tâm thì ra là biết cái hiệu quả của chườm đá vào vùng gan. Thì là thật ra bản thân tôi đã chườm được 3 tháng rồi, nhưng mà lúc đầu thì rất là khó ngủ, thì thấy là ngủ tốt. Và thứ hai là về khi tiểu đêm ấy, thì là nó đỡ hẳn, và cái khớp thì là nó cũng được cải thiện. Là như thế đó. Trong mỗi mùa đá hôm qua, nhưng mà do cái vùng hạ sườn phải của cháu nó bị khoảng 2 tháng, nhưng mà đi khám thì cũng rất là lo, không dám đi khám thì có bạn ấy, em nó cho mượn đá cho trường, cho trường được khoảng 5 ngày thì thấy đúng hiệu quả rồi, hết không bị phải. Còn bây giờ thì cháu chưa vẫn trường chứ nó cũng không biết là em dừng như thế nào. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.